Đi chợ đừng mua thịt ba chỉ, cứ ăn ba bộ phận này của con lợn sẽ sống rất thọ, cả đời không lo bị ung thư. Bà con cô bác thân mến, thịt lợn là một loại thực phẩm rất phổ biến, được sử dụng để chế biến thành nhiều món ngon hấp dẫn. Xét về mặt giá trị dinh dưỡng, thì thịt lợn cung cấp nguồn chất đạm, chất béo, vitamin, khoáng chất cho cơ thể. Ba bộ phận cực quý của con lợn vừa giàu dinh dưỡng được nhiều bà nội trợ không biết hoặc định kiến rằng giá rẻ, nhà nghèo mới ăn nên đã bỏ qua khi đi chợ mua thực phẩm cho cả gia đình mình. Vậy ba bộ phận đó là gì? Tác dụng của nó đối với sức khỏe như thế nào mà lại được các chuyên gia khuyên là nên sử dụng thường xuyên như vậy? Bà con cô bác hãy cùng An Tâm Sống Khỏe đi tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé. Bộ phận đại bổ đầu tiên của con lợn đó là dạ dày. Người Trung Quốc xưa có quan niệm rằng dạ dày lợn bằng 10 vị thuốc bổ. Tuy câu nói này có chút cực điệu hóa nhưng không thể phủ nhận rằng giá trị dinh dưỡng của dạ dày đối với sức khỏe là rất lớn. Sách y học bản thảo cương mục cho biết dạ dày lợn có tác dụng bổ tỳ vị, tăng cường sinh lực, làm dịu thần kinh, bồi bổ dưỡng khí, thích hợp đối với người suy nhược, thể trạng yếu. Dạ dày lợn chứa nhiều canxi, kali, natri, magie, sắt và các nguyên tố vi lượng. Cùng với đó là vitamin A, E, protein và chất béo, có tác dụng tăng cường sinh lực cho lá nách và dạ dày. Dạ dày lợn rất thích hợp đối với những người bị tử vị hư yếu, thiếu khí, tỳ vị hư nhược, tiêu chảy, đau dạ dày, tiểu đêm nhiều lần, vân vân. Hàm lượng sắt dồi dào trong dạ dày lợn có thể cải thiện tình trạng thiếu máu hiệu quả. Việc thiếu sắt sẽ dẫn đến tình trạng không sản xuất đủ máu, gây thiếu hụt máu. Nội tạng lợn lại là một bộ phận chứa nhiều dinh dưỡng, đặc biệt là sắt. Tùy theo thể trạng thì bà con có thể bổ sung lượng dạ dày lợn cho phù hợp, có thể cải thiện tình trạng thiếu máu ở mọi người. Dạ dày lợn có tính ấm, có tác dụng bồi bổ nhất định đối với dạ dày. Việc ăn dạ dày lợn với một lượng vừa phải cũng sẽ giúp giảm tình trạng đau bụng, đầy hơi, khó chịu đường tiêu hóa. Đặc biệt là đối với phụ nữ mang thai, ăn dạ dày lợn có thể thúc đẩy quá trình phát triển của thai nhi. Thực phẩm này có chứa nhiều dinh dưỡng, giúp thai nhi phát triển ổn định hơn. Và đồng thời thì dạ dày lợn cũng chứa axit folic, có thể hỗ trợ ngăn ngừa các dị tật ở thai nhi. Việc ăn dạ dày lợn đúng cách còn có thể cung cấp cho thai phụ rất nhiều khoáng chất, vitamin, tránh việc thiếu máu khi mang thai. Tuy nhiên thì dạ dày lợn cũng thuộc thực phẩm phủ tạng động vật, chứa nhiều cholesterol nên không được ăn quá nhiều vì dễ dẫn đến tăng cholesterol và triglycerides trong cơ thể, gây ra tình trạng tăng mỡ máu, ảnh hưởng đến sức khỏe của người mẹ. Khi thời tiết chuyển lạnh, người có khả năng miễn dịch kém rất dễ bị nhiễm lạnh do cảm và sốt. Ăn dạ dày lợn cũng có thể làm tăng khả năng miễn dịch, giảm nguy cơ bệnh tật xuất hiện. Nhìn chung thì dạ dày lợn là rất tốt đối với sức khỏe. Tuy nhiên thì chúng cũng chứa rất nhiều cholesterol nên những người mắc bệnh về tim mạch, huyết áp cao, mỡ máu cao thì cần phải hạn chế. Bộ phận thứ hai của con lợn nhưng cũng không dễ gì có thể mua được và nó cũng rất bổ, đó là tim lợn. Thịt lợn có lợi nhưng đây không phải là bộ phận duy nhất có giá trị dinh dưỡng cho cơ thể con lợn. Có một bộ phận còn đắt giá hơn cả thịt lợn và nếu dùng thường xuyên sẽ tăng cường sức khỏe tim mạch, tăng cường co bóp cơ tim và đó chính là phần tim lợn. Chính vì mỗi một con lợn chỉ có một quả tim nên không phải lúc nào cũng có sẵn để chúng ta có thể mua. Nếu không đi chợ từ sáng sớm thì đôi khi có tiền cũng chưa chắc đã mua được thực phẩm này. Tim lợn có chứa rất nhiều chất dinh dưỡng như protein, chất béo, canxi, phốt pho, sắt, vitamin B1, B2, vitamin C và niacin, vân vân. Có tác dụng tăng cường chức năng của cơ tim rất tốt. Nó cũng có lợi cho việc phục hồi chức năng của tim hay là hệ thần kinh. Ngoài ra thì tim lợn còn bổ máu, chữa mất ngủ, hồi hộp và vã mồ hôi. Đặc biệt là tim lợn là một nguồn cung cấp rất tuyệt vời vitamin B3 hay còn gọi là niacin. Loại vitamin này có tác dụng thúc đẩy quá trình dị hóa chất béo trong cơ thể, giãn nở mạch máu, có lợi cho chức năng của hệ thống hô hấp. Nếu cơ thể chúng ta bị thiếu hụt vitamin B3, chắc chắn sẽ mắc các bệnh như viêm da, viêm lưỡi và mất ngủ. Ngoài ra thì thành phần riboflavin, vitamin B2 hỗ trợ tạo năng lượng, có lợi cho sức khỏe của máu, cải thiện thị giác và giảm mệt mỏi. Hàm lượng choline có trong thịt lợn giúp tăng cường chức năng của gan, giảm áp lực trong việc xử lý các chất béo. Tim lợn còn có thể dùng để nấu cháo, xào cần tỏi, xào rau củ, hầm thuốc bắc, hầm hạt sen, vân vân. Món ăn nào cũng đều rất ngon và bổ dưỡng. Mặc dù tốt là như vậy, nhưng bà con cũng cần lưu ý rằng khi ăn tim lợn thì cũng cần phải để ý. Theo thạc sĩ bác sĩ Lê Thị Hải, Viện Dinh dưỡng Quốc gia cho biết, trẻ em, phụ nữ có thai, người bị thiếu sắt, thiếu máu, thanh thiếu niên có thể ăn tim lợn. Tuy nhiên không nên ăn quá nhiều trong một bữa. Mỗi tuần chỉ có thể ăn 2-3 lần mà thôi và mỗi lần ăn tối đa là 70g đối với người lớn và 50g là đối với trẻ nhỏ. Khi mua, nên chọn các loại tim có độ đàn hồi tốt, bề mặt nhẵn, không có nốt sần sùng,
màu đỏ tươi sẫm. Tốt nhất nên mua những loại mà đã biết trước được nguồn gốc từ nơi giết mổ, đã qua kiểm dịch từ những con vật khỏe mạnh không mắc bệnh. Tim lợn dù tốt, sợ nhưng lại giàu cholesterol. Chất này có thể làm trầm trọng thêm các triệu chứng bệnh cao huyết áp, mỡ máu cao. Do đó, bệnh nhân có mỡ máu thì cần phải thận trọng khi ăn. Người cao tuổi, người thừa cân, béo phì, dễ tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh gút, thận hư, nhiễm mỡ cũng không nên ăn bộ phận này một cách thường xuyên. Bên cạnh tim và dạ dày của lợn thì còn có một bộ phận khác của con lợn, nhiều người vứt đi nhưng lại không biết rằng nó chứa rất nhiều công dụng chữa bệnh và giá trị dinh dưỡng rất cao, đó chính là đuôi lợn. Theo các chuyên gia dinh dưỡng thì phần đuôi của lợn chứa rất nhiều chất dinh dưỡng có ích như protein, glucid, lipid hay là sắt. Chất protein của đuôi động vật chủ yếu là ở da, bao gồm nhiều chất tạo thành như collagen, elastin, keratin, albumin, globulin. Các chất này có tác dụng liên kết chặt chẽ với cấu trúc của tế bào, tăng sự hấp thụ oxy của da, giữ độ ẩm và làm tăng tính đàn hồi của da, chống lão hóa, bảo vệ làn da trước sự tấn công của các yếu tố bất lợi trong môi trường, thúc đẩy sự sinh trưởng và phát triển ở trẻ nhỏ. Theo đông y, xương đuôi có vị ngọt, hơi mặn và tính hàn, tác dụng tốt trong việc ích não tủy, làm mạnh tỳ vị, làm mạnh xương sống và thắt lưng, tăng cường chức năng hoạt động của da, phát triển cơ bắp và thông huyết mạch, có ích cho những người bị đau nhức chân tay, mỏi gối, người phòng thấp. Tuy nhiên thì đa số phần đuôi của lợn không được nhiều người lựa chọn bởi vì phần đuôi này không sơ chế cẩn thận sẽ rất hôi. Theo kinh nghiệm của các bà nội trợ, để làm sạch xương đuôi là bước rất quan trọng. Công đoạn này sẽ giúp nước xương hầm được trong hơn, ít bọt và thơm hơn. Và để làm sạch được xương đuôi thì rất đơn giản. Đầu tiên bà con hãy chặt nhỏ miếng xương, sau đó là rửa với nước muối pha loãng. Đồng thời cũng nên luộc qua rồi bỏ phần nước luộc đầu tiên đi, sẽ khiến mùi hôi bớt đi và đồng thời cũng khiến cho nước dùng trong hơn. Khi hầm thì không nên đậy vung kín nồi, sẽ khiến nước hầm xương bị đục. Lửa bếp trong quá trình hầm xương cũng cần phải để thật nhỏ để vị ngọt trong xương tiết ra hoàn toàn. Đồng thời khi luộc nên thái một củ hành tím nhỏ, một chút gừng rồi luộc, nhớ là vớt hết bọt để nước hầm xương được trong hơn. Một số món ăn từ đuôi lợn bà con có thể áp dụng chế biến cho cả gia đình mình cùng thưởng thức, vừa thơm ngon lại có thể chữa được bệnh. Công thức đầu tiên với tác dụng điều trị rối loạn cường dương, tinh trùng yếu, ít. Nguyên liệu bao gồm đuôi lợn 150g, thục địa 30g, tỏa dương 30g, đỗ trọc 30g, đại táo 10 quả, gừng tươi 15g, gia vị các loại. Đuôi lợn bà con làm sạch, cạo bỏ lông, chặt khúc ngắn, gia vị rồi cho vào túi vải, buộc kín, gừng tươi giã nát. Tất cả cho vào nồi đất với lượng nước vừa đủ, hầm lửa nhỏ từ 2 đến 3 giờ đồng hồ. Nêm nếm thêm một chút gia vị, mắm muối, hạt tiêu, chia ra để ăn vài lần trong ngày. Công thức đuôi lợn thứ hai giúp tăng cường sinh lực, làm đen râu tóc, giúp da được mịn màng và hồng hào. Đuôi lợn khoảng 150g làm sạch, cắt khúc ngắn, lạc hay còn gọi là đậu phộng khoảng 50g, chân bi 4g và rửa sạch. Hồ đào nhân 10 cái, cho một lượng nước vừa đủ vào nồi đất, nấu đến khi nước thật sôi thì thả tất cả mọi thứ vào và đậy nắp kín. Nấu sôi lại rồi giảm bớt lửa, hầm trong khoảng 3 giờ đồng hồ. Thêm một ít mắm muối, bột nêm cho vừa miệng. Và công thức thứ ba có tác dụng bổ thận, kiện tỳ, tăng cường khả năng sinh dục, giảm đau nhức xương khớp, trừ phong thấp và làm đẹp da như sau. Đuôi lợn khoảng 500g, chặt khúc nhỏ, ý dĩ 30g, đỗ trọng 20g. Tất cả đem rửa sạch và để ráo, sau đó thì cho dược liệu vào sắc thuốc, nấu với 1 lít nước, sắc cho đến khi chỉ còn khoảng 500ml, dùng nước này để hầm như đuôi lợn. Hành lá bà con rửa sạch, cắt khúc, gừng tươi thái sợi, muối, tiêu, dầu ăn. Đầu tiên thì cho dầu ăn vào nồi, khi dầu nóng thì cho hành vào phi thơm, rồi cho gừng vào. Sau đó thì cho đuôi lợn vào để xào săn lại. Khi đuôi lợn đã săn, bà con cho vào nồi nước và ít muối, xào tiếp đuôi lợn cho thật thấm. Đổ nước thức vào nấu sôi rồi hạ nhỏ lửa, đậy nắp nồi lại để lửa thật liu riu. Hầm khoảng 1 giờ đồng hồ, cho táo đỏ khoảng 8-10 quả vào hầm chung, đến khi đuôi lợn và táo đều chín mềm. Nêm lại một chút gia vị cho vừa ăn, rồi sau đó là thả hành lá và tiêu vào, trộn đều là có thể mang ra ăn nóng. Ngược lại với ba bộ phận đại bổ được khuyên dùng thường xuyên thì không phải bộ phận nào của con lợn cũng thích hợp để ăn. Ví dụ như có 4 bộ phận dưới đây chứa hàm lượng độc tố và ký sinh trùng rất cao nên tốt nhất bà con cần tránh xa. Đầu tiên là gan lợn. Trong cuộc sống thì nhiều người vẫn thích ăn gan lợn bởi vì gan lợn có tác dụng bồi bổ nhất định, hơn nữa nó rất giàu vitamin A và sắt, giúp bảo vệ thị lực. Tuy nhiên nó là cơ quan giải độc và trao đổi chất, gan lợn chứa một hàm lượng chất thải có nhiều độc tố, việc tiêu thụ quá nhiều sẽ ảnh hưởng xấu đến cơ thể của chúng ta. Vì vậy đối với những bộ phận như gan lợn thì khuyên bà con rằng hãy cho chúng vào danh sách đen cần phải tránh càng sớm càng tốt. Thứ hai là cổ lợn.
Khi giết mổ cổ lợn thì lúc bình thường máu chảy ra bắt đầu từ cổ. Do đó cổ lợn sẽ chứa một lượng máu tích tụ nhất định. Hơn nữa thì phần cổ này được kết nối với các tuyến bạch huyết và tuyến giáp. Nếu ăn quá nhiều cũng sẽ dẫn đến tình trạng phát triển vi khuẩn và virus, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của con người. Vì vậy cũng giống như cổ lợn, nó còn được gọi là ổ ký sinh trùng. Và chúng tôi khuyên bà con nên tránh xa càng sớm càng tốt. Điều này có thể giúp cơ thể giảm bớt các tổn thương cũng như nguy cơ mắc bệnh. Thứ ba là ruột lợn hay lòng lợn. Trong cuộc sống, nhiều người có thể thích ăn một vài món ruột heo xào xả ớt, lòng xào dưa. Thế nhưng ai cũng biết rằng món ăn này tuy ngon lại rất dễ gây tác dụng phụ. Do hàm lượng chất béo và cholesterol trong ruột già của lợn là rất cao, dễ gây ra tình trạng tăng lipid của máu và gây hại cho sức khỏe của mạch máu, thực sự sẽ không tốt. Đồng thời thì nó còn chứa rất nhiều độc tố và rác thải cũng sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến cơ thể. Vì vậy bà con nên hạn chế ăn chúng một cách thường xuyên. Thứ tư là phổi lợn. Phổi lợn là một loại thực phẩm có tác dụng chữa ho rất tốt nên cũng dễ gây nghiện. Tuy nhiên thì do lợn sống trong môi trường tương đối bẩn nên khi lợn hít thở, một số chất độc hại cũng có thể xâm nhập vào phổi. Nếu ăn quá nhiều sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến cơ thể. Vì vậy đối với những bộ phận như là phổi lợn thì chúng tôi khuyên bà con nên cho chúng vào danh sách đen càng sớm càng tốt, không nên ăn, kẻo vạ miệng lại gây hại cho thân. Ngoài ra nếu muốn mua thịt lợn ngon, điều đầu tiên bà con cần phải chọn được những miếng thịt có màu hồng sáng, bì mềm mại, thớ thịt săn và đặc biệt là khi ấn vào có độ đàn hồi rất tốt, không có vết lõm hay là dính. Màu sắc của thịt phải tươi, dùng dao cắt miếng thịt phải thấy có máu tiết ra. Miếng thịt khi cầm có cảm giác chắc chắn, không lỏng lẻo. Thì miếng thịt có mùi hôi da nhớt thì tuyệt đối là không nên ăn và để tránh nguy cơ ngộ độc. Khi mua thịt lợn về thì nên rửa thật sạch bằng nước sạch nhiều lần, có thể dùng muối hoặc là nước giấm pha loãng để bóp thịt, sau đó rửa lại bằng nước sạch và cá nhé. Hy vọng rằng với những thông tin chia sẻ của chúng tôi trong video ngày hôm nay sẽ giúp bà con cô bác có thêm những thông tin về chăm sóc sức khỏe hữu ích cho gia đình mình. An tâm sống khỏe, cùng bà con chăm sóc sức khỏe gia đình.